Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Eurolife xin review lại sản phẩm bộ dây tai sen nóng lạnh EL100SH của Eurolife, tai sen với 5 chức năng chảy. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong một túi zip màu của Eurolife với đầy đủ thông số chi tiết cụ thể. Đây, chúng ta cùng xem hotline của Eurolife này. Đấy, thông tin chi tiết về chất liệu đó, dây, rồi thông tin về công ty. Và đây là chi tiết, và chúng ta cùng xem từng phần một nhé. Đây, bộ sản phẩm tai sen 100SH sẽ bao gồm là một tai sen, một dây sen 150 cm và một bát xịt và một bát gật gù. Và chúng ta cùng xem chi tiết từng linh kiện một. Rồi, đầu tiên chúng ta xem về tai sen. Thì tai sen 100SH này của Eurolife được sản xuất từ nhựa ABS cứng, chất liệu hoàn toàn là nguyên chất, vì vậy nó đảm bảo về sức khỏe cho người sử dụng, an toàn với môi trường. Và đặc biệt là nó rất là bền chắc. Chúng ta thấy là ngoài chất liệu là ABS thì sản phẩm được mạ chrome sáng bóng ở đây. Chúng ta thấy là xung quanh được mạ rất là sáng bóng. Đây, chúng ta có thể cảm nhận được từ ngay hình ảnh này, đúng không ạ? Rất là sáng. Rồi, về chất liệu thì là nhựa ABS nha các bạn. Nhựa ABS thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Nó là cái dòng nhựa cứng và đảm bảo được mọi tiêu chí an toàn cho người sử dụng. Trên mặt sen thì các bạn thấy là mặt sen được thiết kế với rất là nhiều lớp phun khác nhau để đảm bảo đủ 5 chế độ khi chúng ta sử dụng. Và tay chuyển chế độ thì chúng ta sẽ thấy là được thiết kế nằm ở ngay trên mặt này. Tay. Và nó rất là dễ sử dụng. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc nhấn thôi. Đó. Đây chúng ta xem nhé, 1 này, 2, 3, 4, 5. Khi sử dụng thì chúng ta lưu ý là chúng ta bấm phải tới đúng khớp thì các chức năng mới hoạt động hoàn hảo được nha. Bởi vì nếu chúng ta để giữa chức năng này và chức năng kia thì nước sẽ không thể nào chảy theo đúng những cái chế độ mà nó được thiết kế được. Vì vậy chúng ta khi chuyển chế độ chúng ta phải nghe tiếng kêu cách như vậy thì nó mới đến... Đó, nó mới đến đúng cái chức năng để mình sử dụng. Và đầu kết nối với dây này là ren 21 nha các bạn, ren 21. Đó. Chúng ta thấy không? Ren 21 có thể gắn vừa với tất cả các loại dây có ở trên thị trường theo quy chuẩn quốc tế phổ thông. Đó, đây là tai sen và chúng ta thấy nó được thiết kế tròn, dày và rất là chắc chắn. Áp lực chảy thì chúng ta sẽ xem ở cuối video này, xem áp lực chảy của tai sen này như thế nào nhé. Đây là sản phẩm có chất lượng rất là tốt và hiện tại đang được Điện Máy Xanh bán ở trong hệ thống của mình ở trên toàn quốc. Chúng ta có thể mua tại eurolife.com.vn hoặc chúng ta có thể đến cửa hàng của Điện Máy Xanh để mua trực tiếp tại hệ thống của Điện Máy Xanh trên toàn quốc nha. Và chúng ta cùng xem đến chi tiết kế tiếp. Rồi, chi tiết kế tiếp là bộ dây. Thì dây sen của Eurolife thì vẫn như thông thường là được sử dụng với dây dài 150 cm, vỏ là inox mạ chrome sáng và khớp dây rất là nhuyễn. Đó, chúng ta thấy là khớp dây rất là nhuyễn, đúng không ạ? Rất là nhuyễn và độ bóng sáng rất là cao. Dây được thiết kế với hai đầu ốc là đồng, cũng được mạ chrome và logo của Eurolife thì được in laser ở đây để phân biệt hàng giả hàng nhái trên thị trường. Và điều đặc biệt nhất của dây này là thiết kế với ống cao su EDPM chịu nhiệt cao. Đó, và được Eurolife thiết kế ra cố thêm một lớp bấu dù ở bên ngoài. Chúng ta thấy lớp bấu dù ở bên ngoài đây. Đó. Lớp bấu dù này có tác dụng là chịu được áp lực nước cao, giúp ống chịu được áp lực nước cao hơn. Khi mà áp lực nước lớn thì
Cái lớp bố dù này sẽ khống chế để cho ống không bị lở phồng, giúp cho dây không cứng và không bị cọ sát vào các ống, các cái mép lối của ống ở bên trong này và gây ra tình trạng bị bục hoặc là rò rỉ. Vì vậy là dây này được thiết kế rất là đặc biệt và rất là tốt, đã có ở trên thị trường do Euroi phát triển được 11 năm rồi và được khách hàng đánh giá rất là cao. Vì vậy các bạn hãy yên tâm về cái loại dây đi kèm bộ tai xe này nhé. Đây, và đầu ống thì được bấm thủy lực với bát Elox. Phần bát cái nối này thì được làm từ đồng. Chúng ta thấy đồng và được định vị sẵn với ron cao su chịu nhiệt ở đây rồi. Đó, và chúng ta sẽ lắp thử cái dây với tay như thế này. Đây, chúng ta lưu ý nhé, khi lắp ráp thì chúng ta chọn cái phần ốc dài này để gắn với tay sen. Thì ốc dài này nó sẽ bắt phù hợp với cái bát gác được. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết để nó lắp bát gác như thế nào. Và đây là thành phần thứ ba, đó là bát gác tay sen. Thì bát gác này được làm từ nhựa ABS mạ chrome sáng và nó có chức năng di chuyển, được điều chỉnh được hướng dòng chảy nằm ở đây. Và phần bát này là phần gắn lên tường, thì khi lắp đặt á, chúng ta chỉ cần đẩy phần này ra thôi, thì bên trong này có định vị sẵn ốc ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần lấy một cái tu vít nhỏ đó để chúng ta lại cái này ra, thì bên trong có ốc và tắc kê đi kèm vào bên trong này. Chúng ta chỉ cần định vị bát này lên tường và nhấn nó xuống thôi. Và đây, tôi hướng dẫn thêm là tại sao chúng ta phải bắt phần này vào đây. Bởi vì phần dài này nó sẽ phù hợp với cái phần khớp nối của ống này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ phù hợp với phần khớp nối của ống này. Nếu chúng ta bắt đầu kia thì chúng ta sẽ không cài được tai sen nha. Thế nên chúng ta lưu ý ở phần này. Đây, bát thì có thể di chuyển. Đấy, chúng ta thấy là bát có thể di chuyển đúng không ạ? Với gật gù. Đấy. Thông thường thì chúng ta hay gọi là gật gù. Nhưng đây mình gọi là nó di chuyển điều hướng được cái dòng chảy. Chúng ta xem từ hướng này nha. Đây, các bạn có thể xoay đó để điều hướng dòng chảy của tay sen. Chúng ta xem theo họ, nó có thể đứng và nghiêng đó. Vâng, đây là chọn bộ sản phẩm tay sen 100SH của Euroline. Đó, bộ sản phẩm rất là sang trọng cho phòng tắm. Nó có mặt sen rất là lớn. Đó, tay cầm thì chắc chắn và tôi xin đo cái kích thước của cái tay sen này như thế nào để các bạn nắm được luôn về độ lớn và kích thước của nó. Đây, về mặt sen thì chúng ta sẽ đo thử. Đây, mặt sen đó, chính xác là 102 mm, tức là hơn 10 phân một chút đó. Rồi, kê còn cái trụ này, chúng ta thấy là nó là 27. Đó. Đường kính của trụ tay cầm là 27, rất là lớn và cảm giác chắc chắn. Còn đây là ren 21 rồi, đó, chúng ta thấy. Độ dày của cái mặt sen này là 26 mm nha các bạn. Đó, rất là dày và chắc chắn. Đó, đây là thông số cụ thể của tay sen này để chúng ta nắm được. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì chúng ta có thể click vào cái link ở ngay phần mô tả dưới video clip để mua trực tiếp từ công ty cổ phần Euroline Việt Nam ở trong phần mô tả của phía dưới video nha các bạn. Còn không thì các bạn có thể truy cập vào website là euroline.com.vn, ở phần mục dây tai sen chúng ta sẽ tìm được sản phẩm này. Và ngoài ra chúng ta có thể đặt mua sản phẩm này trực tiếp tại hệ thống cổ điện máy xanh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip và chúng ta sẽ cùng xem test thực tế của sản phẩm này ngay sau đây nhé. Mọi người cùng đón xem. Xem thực tế lắp đặt của tai sen 100SH này nhé. Và tôi sẽ mở nước để chúng ta coi. Áp lực nước rất là mạnh. Đây. Chúng ta thấy dòng chảy đều và mạnh. Chúng ta sẽ thử từng chức năng một.
Đây chức năng phun tông, đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ. Hai chức năng phun kép, đó, rất là mạnh. Hoàn thấy không? Nhiều khách hàng thì kêu tai xe này yếu, nhưng mà hoàn toàn nó không hề yếu một chút nào hết. Đó, các bạn thấy. Đúng không? Dòng chảy đều. Chức năng phun massage thì rất mạnh, ta có thể thấy áp lực nước rất là mạnh, đúng không? Đó. Về áp lực nước của tai xe này tới 5 chức năng, thì trong đó có 3 chức năng đã rất là mạnh rồi, có 2 chức năng kết hợp thì vẫn thoải mái để các bạn sử dụng. Vì vậy chúng ta yên tâm khi sử dụng sản phẩm này nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Đây, các bạn thấy là dòng chảy có thể lên tới lầu 2 này. Đó. Đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ. Đây, tôi sẽ để đây để chúng ta xem nhé. Đúng không ạ? Áp lực nước rất là lớn. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.